Cũng trong sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang và đoàn công tác của tỉnh tiếp tục có buổi làm việc với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Đắc Long đứng chân trên địa bàn xã Đắc Long, huyện Đắc Lây. Đồn biên phòng Đắc Long được giao nhiệm vụ quản lý bảo vệ đoạn biên giới tiếp giáp với tỉnh Atapu, Lào, dài hơn 27 km và 10 cột mốc. Trong năm 2020 và từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị đã chú trọng kiểm soát trên tuyến biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động vượt biên, xâm nhập, vi phạm quy chế biên giới, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế xã hội ở khu vực biên giới. Nhờ đó, chủ quyền lãnh thổ được giữ vững, đường biên, hệ thống mốc quốc giới được bảo vệ nguyên trạng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới ổn định. Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đề nghị cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Đắc Long thường xuyên, liên tục tổ chức tuần tra khu vực biên giới để kịp thời phát hiện, xử lý tình trạng xâm nhập trái phép, đồng thời tham mưu cho chính quyền xã Đắc Long và vận động bà con không phá rừng làm nương rẫy, có kế hoạch trồng lại rừng. Cán bộ biên phòng được tăng cường làm phó bí thư Đảng ủy xã phải tích cực tham mưu cho Đảng ủy xã trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, từ nay trở đi, cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng Đắc Long tích cực làm tốt hơn nữa công tác vận động quần chúng, giúp người dân nâng cao nhận thức, tham gia xây dựng nông thôn mới, biết làm ăn thoát nghèo bền vững, không nghe theo lời kẻ xấu xúi giục, giữ gìn bản sắc văn hóa và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có kế hoạch tổ chức cho đồn biên phòng Đắc Long kết nghĩa với xã Đắc Long để cán bộ, chiến sĩ đồn gần dân, sát dân hơn và làm tốt hơn nữa công tác dân vận. Nhân dịp này, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã tặng quà và chúc cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Đắc Long luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.